Nano xin chào sếp Alex và Nano. Nano xin chào sếp Đạt Nano. Nano xin chào sếp Alex và Nano. Mai ca ơi. Dạ. Tắt đèn. Ok, em làm ngay nhà sếp tiếp sếp vui vẻ nha. Nano xin chào sếp Alex và Nano. Mai ca ơi. Vâng. Bật đèn. Ok, sếp em làm ngay tiếp sếp một người cái thằng nhé. Nano xin chào chú Nano. Nano xin chào chú Vĩnh Thuận. Nano xin chào chú Vĩnh Thuận. Nano xin chào sếp Alex Hồ Nano. Các bạn để cái máy ra thì cái này dạ. Tôi quay được cái này. Dạ. Nano xin chào sếp Alex Hồ Nano. Cái khẩu trang nó vẫn nhận diện được. Xin chào quý khách công ty Nano sẵn sàng phục vụ bạn. Nano xin chào Nano. Nano xin chào quý Nano. Nano xin chào quý Nano. Nano xin chào rất đặc Nano. Nano xin chào sếp Alex Nano. Ô, che mặt nó không biết luôn. Nano xin chào sếp Alex Hồ Nano. Nano xin chào Tân Thiết Tân Nano. Nano xin chào Bích Sen. Mai ca ơi. Dạ. Tắt đèn. Ô kìa, sếp chú sếp vui vẻ nha. Nano xin chào chú Vĩnh Thuận. Nano xin chào chú Vĩnh Thuận. Công ty Nano xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Nano xin chào công ty Tân Nano. Đâu, đi lại thấy có nhận không? Nano xin chào Bích Sen. Chào Bích Sen luôn. Đi ra đi lại chỗ này đi. Nano xin chào chú Vĩnh Thuận. Nano xin chào Lê Cảnh Duy Phương. Nhìn qua cái coi. Nano xin chào chú Vĩnh Thuận. Nano xin chào sếp Alex Hồ Nano. Nano xin chào người lạ. Nano xin chào sếp Đạt Nano. Đó, thấy chưa? Cái trang nó vẫn nhận mà, đó. Nano xin chào. Mai ca ơi. Dạ. Tắt đèn. Ô kìa, sếp chú sếp vui vẻ nha. Vô, nhìn qua, chấm công. Nano xin chào Đạt Nano. Nano xin chào sếp Alex Hồ Nano. Nano xin chào sếp Alex Hồ Nano. Rồi, đi tới nhìn. Nano xin chào sếp Đạt Nano. Đó, thấy chưa? Trang nó vẫn nhận mà, đó. Nano xin chào.